cùng chung tay dựng xây nước nhà, đồng lòng bên nhau vượt qua gian khó. Quê hương đang chờ ta hiến dâng cho đất mẹ, chờ cho con tim Việt Nam hướng về, cờ hồng quang vinh tung bay dẫn lối, viên tiếng trang hùng ca dựng xây quê hương ta đẹp giàu. Lên bài ca vinh quang Việt Nam, vinh quang những anh hùng thời đổi mới, ta vang bài ca xây muôn đài hoa, nước non đẹp sáng tươi, sát cánh kề vai chung tay dựng xây, đất nước đã đến rồi một mùa xuân. Ca lên bài ca vinh quang Việt Nam rạng rỡ, lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa. Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 15 tháng 9 năm 1945. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập tự do. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định rằng thành quả đó mới chỉ là những cơ sở nền móng đầu tiên để độc lập tự do đó thực sự vững bền. Để nhân dân thực sự cảm nhận được giá trị của độc lập tự do, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực vươn lên xây dựng đất nước thành một quốc gia giàu mạnh với một nền kinh tế tri thức phát triển cao, một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh cùng tiềm lực quốc phòng hùng mạnh. Để có được điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh thiết tha mong mỏi các thế hệ tương lai Việt Nam, những thế hệ trẻ được cấp sách đến trường trong hòa bình, trong tự do, không ngừng ra sức cố gắng học tập, vươn lên tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới, tự đào tạo mình trở thành một lực lượng lao động quyết định, có đủ khả năng đưa đất nước bước lên đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trưởng thành cả về phẩm chất, năng lực, giành nhiều thành tích cao, góp phần quan trọng cùng quân dân cả nước giành thắng lợi trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc thực dân xâm lược, giải phóng đất nước và thành công trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học của các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam đã thực sự làm rạng danh đất nước, đặt nền móng vững chắc, tạo tiền đề để đưa đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuổi trẻ, học viên, sinh viên quân đội đinh ninh lời Bác dạy, thi đua thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua. Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng. Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao và phong trào thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ. Và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện đạt các giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Tích cực học tập, huấn luyện làm chủ các loại vũ khí trang bị, nhất là vũ khí mới, hiện đại, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Ca lên bài ca vinh quang Việt Nam, vinh quang những anh hùng thời đổi mới, ca vang bài ca xây muôn đài hoa, nước non đẹp sáng tươi, cánh kề vai chung tay dựng xây, đất nước đã đến rồi một mùa xuân. Ca lên bài ca vinh quang Việt Nam rạng rỡ.